Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VTech 2023 ngày hôm. Chúng ta cũng đã nghe cuộc trò chuyện của Lê Vy, đội trưởng của ta chỉ để hỗ trợ cho Slayer có được double kill. Số điểm hạ gục của Slayer có được nhiều hơn gấp đôi số điểm hạ gục mà toàn thể SCB đang có. Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì Slayer sẽ được trân trọng trả lời. Khó khăn, đây rồi, cơ hội để lấy công trình là đây. Cô thật nhảy vào, đang thể băng trụ thì cảm giác ba này hơi quay, hướng quay giữ chân lại được phải giải thích rồi. Cô thật đang bị trụ bắn liên tục, có bắn cái nữa. Như mẫu nè, vòng. Nè. Đây rồi, Cô Tình bay vào, ta W vào, vẫn đang khả năng giữ cho Tencent. Ui, ủa, có mày hỗ trợ cho Cô Tình hả? Cá sấu bơi ngửa. Cá sấu lạc bay. Chết vũ liệu cá sấu nhưng không sao cả. Nguyên một đang có, e có. Và Yoshino solo kill. Thời điểm đó đã đến. The time has come. Anh ta quyết định không đánh, anh ta cho gấu tác. Gấu tác hơi động, ui con gấu này nó không cắn đâu. Nó chỉ tác thôi. Và màn hạ gục dành cho Tencent. Rattus lại một mắt này, rất là khi nào bên chúng ta có lỗ hổng tác động vào cái trụ rồi thì nó còn mắt mà Zen di chuyển. Ây da, có trúng vào đường hồ và không cách nào được Zen bỏ chạy được. Bỗng nhiên con mắt biến đi. Zen không cái đầu hóa thân thành con mắt được nữa. Vâng thưa các bạn, chiến phần tiện diện của chiến đấu đối phương. Bổ một thành công, phần mét đang bổ hai. Zen có đôi ở đây là găng và đang tiếp tục ảnh hưởng. Kể buông phá giữ cho được hai thành phía luôn hai. 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 Giữ Bạn có thể chào các bạn khán giả một lời chào được không? Em chào tất cả mọi người đang đi xem trên kênh tiếp ngày hôm nay của trận đấu của Team Quail và Team Sức Địch. Xin chào mọi người, mình là Taki, người chơi đi xịt của